Thưa quý vị và các bạn, hôm nay khu vực Hà Nội vẫn duy trì hình thái thời tiết nắng hanh vào ban ngày và rét vào ban đêm. Sáng sớm nay, mật độ sương mù trong thành phố dày hơn nhưng nắng xuất hiện sớm đã khiến bầu trời nhanh chóng ấm dần lên và đến trưa thì đạt tới 29 độ. Độ ẩm trong khoảng từ 54 đến 70%. Chỉ số tia UV cực đại vẫn ở mức có nguy cơ gây hại rất cao. Sau 17 giờ cho đến tối, nắng tắt, nhiệt độ bắt đầu giảm, trời có mây không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét. Nhiệt độ giảm xuống còn từ 20 cho tới 22 độ, độ ẩm trong khoảng là từ 78 đến 97%. Sang đến ngày mai, Hà Nội duy trì hình thái thời tiết của giai đoạn giao mùa, trời âm u và có sương mù, không mưa, trưa và chiều giảm mây, trời nắng. Cảm giác lạnh chỉ xuất hiện vào đêm khuya và sáng sớm, với nền nhiệt trong khoảng là từ 19 cho tới 29 độ. Độ ẩm trong ngày vẫn dao động khá lớn, từ 55 đến 97%. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì từ ngày thứ 5, thứ 6, miền Bắc bắt đầu có khả năng đón một đợt không khí lạnh tăng cường, khiến trời chuyển mưa nhỏ, nền nhiệt giảm khoảng 3 đến 4 độ. Nhiệt độ trung bình trong ngày giảm xuống từ 19 cho tới 23 độ, chấm dứt đợt hanh khô kéo dài nhiều ngày qua. Đợt không khí lạnh này dự báo có cường độ ở mức trung bình, từ ngày thứ 6 cuối tuần, trời bắt đầu chuyển rét. Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang trải qua một đợt ô nhiễm không khí kéo dài nhiều ngày qua. Đáng lưu ý là sáng hôm nay, mức độ ô nhiễm không khí lại tiếp tục gia tăng. Các ứng dụng quan trắc không khí ghi nhận mức độ ô nhiễm của Hà Nội ở ngưỡng xấu, rất xấu, thậm chí là nguy hại. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi chất lượng không khí và có những biện pháp để bảo vệ sức khỏe phù hợp trong mùa ô nhiễm nghiêm trọng nhất năm nay. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực ở Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ Hà Đông có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ trong khoảng là từ 20 cho tới 29 độ, đêm và sáng trời rét. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với mức nhiệt trong khoảng là từ 20 cho tới 28 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ trong khoảng là từ 20 cho tới 28 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ trong khoảng là từ 20 cho tới 28 độ. Tại trung tâm thành phố Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng với nhiệt độ trong khoảng là từ 21 cho tới 29 độ. Phần cuối bản tin sẽ là dự báo chi tiết khu vực Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.